Tại vì cái này nó xài được 3 loại, một cây này nó xài được 3 loại khoai, mi nhum và cos. Còn nếu mấy chị dũa trên móng mà nail polish để mà sơn đó, sơn nail polish đó, là không cần buffer nữa. Tại vì mỗi người thợ buffer rất là lâu, mà từ sáng tới chiều mình đâu chịu nổi, nhất là cái vai mỏi đó. Thì giờ nó design ra cái đầu dũa này, mình dũa không cần buffer. Giờ mấy chị coi nha. À, cái này chuyên trị cho cái quá đường nail khó đợt. Okay. Giờ nè mấy chị cầm lên thử giống vậy đi, nó không có đứt tay mấy chị, đừng sợ. Cái này cái nhà cũng vậy hết. Thật sự. No bleeding, okay. Nó rất là dễ, cầm thử không? Very fine, the mean really no, fine. Not fine, not fine. Nó design differently, you know? Okay. Anh nếu mấy cái ngón clear đó mà mình bắp xong cho nó láng rồi mình sơn lên bình thường cũng được. Dạ, nếu mà ok, nếu mà như vậy đó thì mấy chị không cần có buffer gì hết, dũa xong rồi sơn lên luôn. Là sơn lên bộ hay treo gì cũng vậy. Treo gì cũng vậy hết. Dạ, bây giờ mấy chị coi. Với hơn nữa khi mấy chị dũa đó thì mấy chị sẽ thấy cái bụi nó bay xuống không chứ nó không bay lên. Thành ra thợ nail mình không cần phải que cái mask nữa. Tại vì mấy chị que đó khi mấy chị thở ra đó thì những cái chất thải mình hít ngược cho lại nó không tốt cho sức khỏe mình. Với đồng thời hai cái trong cái mask đó nó có phơ đó nó cả sát cái skin mình thì nó tạo mấy độ nám đó. Đó là cái nguyên nhân nó tạo ra cái nám mặt đó. Bây giờ mấy chị coi. Nè mấy chị coi nha, khi tôi dũa mấy chị thấy cái bụi nó bay xuống không à. Ok ha. Ok. Đây. Quên xin lỗi. Mấy chị thấy cái đầu dũa này không? Cái đầu dũa này để chống lifting nè. Ok. Đầu tiên mấy chị coi nha. Nó lên da cũng không sao ha. Rồi tôi đi sát kêu tôi cò nè. Ok, tôi đẩy sát kêu tôi cò để cho cái móng nó tròn luôn. Ok. Nha. Yeah. Ok. Không xuống móng đó anh à. Không, nó không chạy, nó rất là đều, nó trên skin thôi. Nè, thấy yên thấy không? Vô tay chị không sao nhá. Ok. Nó không có cắt máu. Dạ, nó không có cắt máu. Nó nóng không chị? Không. Cái này là để chống hở, chống bị hở đó. Chống lít trên. Rồi, bây giờ mấy chị coi. Cái này là tuy quay ca bài một cây này mình xài được 3 loại file, biết nhưng mà có cũng khi chạy sơ qua chỉ gì thôi. Dạ, xong rồi chạy thôi, chống thở rồi thôi đủ rồi. Mấy chị coi nè, thấy cái bụi nó bay xuống không, thấy không? Thấy rõ không? Đấy, mà lỡ lên da cũng sao, thấy rõ không? Đấy, ha. Rồi. Chị thấy rõ khi mà tôi dũa mấy chị thấy cái bụi nó bay xuống không à, đó mình không cần phải đeo que cái mask nữa đúng không? Tại que cái đó nó không tốt cho mình đâu. Ok rồi. Nè mấy chị dũa ha, mấy chị đi qua. Ở đây. Chị làm ơn chị vô chị coi chị dũa được không? Chị sẽ hướng dẫn sử dụng đồ dũa luôn. Để cho ha. Chị coi nè, tôi dũa ha, tôi dũa thẳng nè, tôi để trên cái mặt móng, tôi lăn qua, lăn đều ra thì thấy nó smooth rồi thôi. Dạ. Yeah. Thấy không? Chứ, tại vì cái này chị đi qua vậy được luôn, chứ không phải đầu dũa trước chị xài, chứ cái đi qua chiều dày không. Là chị mất đi cái bên đây, là nó đi về nó xê cái tham cho chị luôn nè, thấy không? Okay. Okay. Mình cũng còn quen với chỗ chị đó.